Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục ngồi đây quay trở lại gửi tới các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật. Lại thêm một vụ thảm án nữa rồi các bạn. Vâng, thảm án là cha ôm con, tự thiêu. Và lời kể hãi hùng của người nhân chứng vụ chồng nghi đánh vợ, nguy kịch. Đây là một vụ việc xảy ra làm cho dư luận đặc biệt quan tâm. Thưa các bạn, buổi tối trước khi xảy ra vụ việc, anh C vẫn bế đứa con 10 tháng tuổi qua nhà tôi chơi, nói chuyện vui vẻ. Nào ngờ sáng nay bố con anh ấy chết thảm, vợ thì đang nguy kịch. Đây là một lời của một người hàng xóm bàng hoàng chia sẻ lại. Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại thôn 1, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, khiến hai người chết, một người nguy kịch. Ngay từ đầu con đường dẫn vào xóm 1, xã Quỳnh Hoa, người dân bà con lối xóm tập trung theo dõi vụ việc. Chưa biết bao giờ ngôi làng vốn bình yên này lại xảy ra một vụ việc quá đau lòng như thế này. Hai vợ chồng anh C, chị T được tiếng là rất là hiền lành, sống hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với ai. Vậy mà giờ chồng con chết thảm, vợ thì đang nguy kịch, không biết sống chết như thế nào. Vợ chồng họ vốn là tiếng rất là hiền lành, chịu thương, chịu khó, không biết vì lý do gì, nhưng kéo theo đứa con mới có 10 tháng tuổi, như vậy thật là rất là xót xa, tội nghiệp. Thằng bé rất là khôi ngô, kháu khỉnh, vậy mà ông mê hàng xóm xót xa chia sẻ như vậy. Bà Hát, hàng xóm và cũng là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc, kể lại: ba nhà liền kề, trong đó có nhà tôi và nhà chị T, dùng chung đường ống nước. Sáng sớm tôi thấy máy bơm nước vẫn chảy rất lâu mà không tắt ngắt như mọi khi, thấy bất thường nên tôi vội chạy sang hai nhà hàng xóm kiểm tra. Đứng phía bên ngoài, tôi nghe tiếng nước trong khu vực nhà tắm của chị T chảy rất là mạnh, gọi mãi không thấy ai trả lời. Tôi vào bên trong thì phát hiện chị T nằm gục dưới nhà. Tôi đỡ dậy thì thấy cơ thể chị ấy có nhiều vết thương, người bê bết máu, nhưng không thấy đứa con 10 tháng tuổi ở đâu. Tôi hỏi: sao lại như thế này, thằng nhỏ đâu? Bé trai 10 tháng tuổi của chị T. Thì chị trả lời: cháu không biết. Rồi lịm dần, tôi sợ hãi hô hoán hàng xóm xung quanh. Cùng theo bà Hát, người dân sau đó tập trung tìm kiếm. Khi tìm khu vực nhà tắm thì phát hiện anh C và con trai đã tử vong bên cạnh một bình ga. Anh C tử vong trong tư thế ngồi, còn thi thể con trai 10 tháng tuổi nằm ngay bên cạnh. Theo người dân địa phương, vợ chồng anh C, chị T cưới nhau đã 10 năm và có 3 người con trai. Ngoài cháu 10 tháng tuổi còn hai đứa con sinh đôi nay đang học lớp 6. Tại địa phương, cả hai vợ chồng chị T được biết đến là người hiền lành, chịu khó làm ăn, sống hòa thuận và thân thiện, cởi mở với mọi người. Chị T ở nhà làm ruộng và chăm sóc ba đứa con. Còn anh C đi làm phụ hồ khắp nơi, thỉnh thoảng nhà có công việc lại về. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh C đi làm phụ hồ ở Hà Tĩnh. Nghe tin bà ngoại anh C ốm nặng nên anh nghỉ việc về thăm. Dù về thăm bà bị ốm, nhưng hai hôm nay anh C vẫn tranh thủ xin làm phụ hồ cho một công ty xây dựng gần nhà để kiếm thu nhập. Trước khi vụ việc xảy ra, vợ chồng anh C vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường, không có gì bất thường cả. Ngày hôm qua chúng tôi vẫn thấy anh C đi làm. Tối đến, anh ấy vẫn ôm đứa con 10 tháng qua nhà hàng xóm chơi và nói chuyện rất là vui vẻ.
Sáng dậy nghe tin, chứng kiến cảnh thương hãi hùng mà ai cũng là bàng hoàng. Giờ anh C và đứa nhỏ mất rồi, chị T thì đang nguy kịch, hai đứa con còn lại thì mới học có lớp 6. Đau thương vô cùng, anh L hàng xóm thông tin như vậy. Thưa các bạn, đây là một vụ việc xảy ra quá thương tâm. Đó, các bạn ạ, thì cái thông tin chính xác, câu chuyện thảm án xảy ra như thế này, thì vào lúc là 6 giờ ngày 16 tháng 1, một số người dân thôn xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, thấy ngọn lửa bốc cháy từ nhà chị An T, 37 tuổi, nên đã chạy sang làm cấp cứu, là cứu giúp ạ, ứng cứu. Khi phá cửa vào nhà, người dân phát hiện chị T đang nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trên người. Tiếp tục vào phía trong, nơi ngọn lửa đang cháy, người dân phát hiện thi thể chồng chị T là anh C, 37 tuổi, cùng con trai là gần một năm tuổi, đã tử vong trong tình trạng toàn thân bị cháy đen. Bên cạnh có một bình ga. Quá là thương xót. Đúng là một bi kịch thảm án của một gia đình. Vào chiều ngày 16 tháng 1, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hoa cho biết, hiện nguyên nhân xảy ra sự việc đang được công an điều tra làm rõ. Thời gian sinh sống ở địa phương, vợ chồng chị T sống hòa thuận với nhau. Đó, thì hàng ngày anh C làm phụ hồ, vợ làm là nông, lại nuôi ba người con nhỏ, nên cuộc sống có phần hơi mà khó khăn. Nạn nhân tử vong là người con thứ ba của gia đình anh C và chị T. Thời điểm mọi người phá cửa vào nhà, hai người con sinh đôi của cặp vợ chồng này vẫn đang là ngủ, may mắn không có là bị thương. Nhận xét về người chồng, đại diện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chia sẻ, anh C gặp mọi người luôn tươi cười chào hỏi. Bản thân anh C không có bệnh gì mà tính tình rất là hiền lành. Hôm đó do gia đình anh C và hai gia đình trong xóm có dùng chung đường ống nước, nên khi thấy máy nước kêu mãi không tắt, đã sang gia đình anh C gọi cửa thì phát hiện sự việc. Trao đổi với báo chí thì bà hát hàng xóm và cũng là người đầu tiên phát hiện vụ việc đã kể lại như vậy. Và đây là một vụ việc quá đau lòng, quá kinh hoàng. Đó. Và theo người dân địa phương, vợ chồng anh C, chị T cưới nhau đã hơn 10 năm và có 3 người con trai. Ngoài cháu bé 10 tháng tuổi, còn hai đứa con sinh đôi này đang học lớp 6. Và trước khi sự việc đau lòng xảy ra, anh C đi làm phụ hồ ở Hà Tĩnh, nghe tin bà ngoại anh C ốm nặng nên anh nghỉ việc về thăm. Dù về thăm bà ốm, nhưng hai hôm nay anh C vẫn tranh thủ xin phụ hồ cho một công trình xây dựng gần nhà để kiếm thu nhập. Đúng là một vụ việc xảy ra, chưa biết là tình hình nguyên nhân như thế nào. Tại vì là đôi vợ chồng này sống là rất là tốt ở làng xóm, và vợ chồng là ít khi mà để gây gỗ nhau, mà tự nhiên sự việc là xảy ra là quá đau thương như thế này. Thì chúng ta hãy chờ công an vào cuộc để điều tra làm rõ sự việc này. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn các bạn luôn đồng hành, theo dõi, đóng góp ý kiến kênh của Minh Hải Miền Đông. Và tôi sẽ tiếp tục theo dõi những tin tức mới nhất để kịp thời gửi tới phục vụ quý vị và các bạn gần xa trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Đến đây tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.